đúng 30 phút nữa thì sẽ qua ngày Chủ nhật của hôm nay, ngày 31 tháng 7, 2011, và bước qua một ngày mới, 1 tháng 8, 11, là ngày Quốc khánh nơi đây. Tôi vào tiếng đàn guitar độc tấu của anh Tê Bùi thể hiện qua bài Chiếc lá cuối cùng của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Tôi xin được phép theo tiếng đàn của anh và hát lên bài ca Chiếc lá cuối cùng của ngày hôm nay để kỷ niệm ngày mai là lễ Quốc khánh nơi tôi. Xin phép anh và thành thật cảm ơn anh cũng như kính chúc gia đình của anh nơi đó thật an lành, thật hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Kính chào anh. Nói gì hỡi anh yêu dấu em không...
cuối cùng rơi xuống chân em như nhắt môi tình trót lỡ công tên em biết nói gì hỡi anh yêu dấu em khóc cho tình mãi mãi không quên. Chiều nay còn như yên bóng dấu vết lâu đài trên cát anh xây bóng gian em về thấp thoáng đâu đây chiếc lá cuối cùng là của em đó em hãy giữ gìn trước lúc chia tay. Chiếc lá cuối cùng là của em đó, em hãy giữ gìn trước lúc chia tay. Trăng sao trên trời còn khi chia đôi, nhưng tiếng ca nào còn lắng trong tôi. Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc, mây vẫn âm thầm lãng đãng mây trôi. Một lần nữa tôi thành thật cảm ơn anh Tê Bùi nơi đây. Xin chào anh.